con trai đầu lòng nhà hồ bích trâm được nhân viên xoa bóp tại nhà sau thời gian dài hồi hộp từng phút giây gặp con thì gia đình hồ bích trâm đã đón niềm vui lớn khi cô chính thức vượt cạn thành công nữ diễn viên cùng thiên thần nhí đã xuất viện về nhà và nhận được sự quan tâm lớn từ những thành viên thân thương là con trai đầu lòng nên nhóc tì cũng được bố mẹ đầu tư kỹ lưỡng từ lúc lọt lòng khi không chỉ nhận xế hợp mà còn có nhân viên tới tận nhà xoa bóp mới đây trên trang cá nhân mà người mẹ nổi tiếng lập riêng cho thiên thần nhí cô đã đăng tải khoảnh khắc quý tử được cô nhân viên massage chăm sóc tại nhà có thể thấy cậu nhóc đang khá hưởng thụ những dịch vụ cao cấp được phụ huynh tạo điều kiện may mắn sinh ra trong gia đình sung túc cộng thêm việc là quý tử đầu lòng nên tất nhiên hồ bích trâm muốn dành những thứ tốt nhất cho con thêm vào đó kể từ khi có thế lực nhí cả gia đình cô thêm phần bận rộn không chỉ có người đẹp tất bật với cuộc sống sửa tả mà ông xã và hai người mẹ cũng mang thêm nhiều công việc không tên từ lúc biết tin có nhóc tỳ vợ chồng nữ diễn viên đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ. Trong xuyên suốt thời gian mang thai, cô nhiều lần khoe chiến tích mua sắm cho con trai đầu lòng khi không thiếu thứ gì. Người đẹp cần lên ý tưởng trang trí phòng cho bé với những món đồ hết sức đáng yêu. Độ yêu con chưa dừng lại tại đấy. Mỹ nhân đến từ Quảng Ngãi chơi lớn khi tàu xế hợp sang chảnh để làm của để dành cho nhóc tì. Theo dõi cuộc sống của em bé nhà Hồ Bích Trâm có thể thấy, thiên thần nhí đang hạnh phúc khi nhận được tình yêu của cả gia đình. Chắc chắn Lê Anh là món quà vô giá mà vợ chồng người đẹp nhận được, nên sẽ ra sức nâng niu và bảo vệ.